Đây là cái bác trưởng quá đi nhá. Bác trưởng quá là bác đi bắt chai về đây. Thế là bác cứ giao hàng đi. Bác nào có nhu cầu mua nhiều hoặc là bán buôn bán lẻ bác đều bán nhá. Giá cả bình dân bây giờ là, hiện tại bây giờ anh ấy giao là đi 7.000 một cân chai ta. Bán buôn bán lẻ. Giá cả công khai. Đi ơi, anh đi ơi. Lớp dữa, ăn dữa, mang ăn. Mang ăn. Ngon nhỉ. Nè, nè, nè. Bác nào có ăn con trai này không? Này. Rồi chị. Các bạn nhá, hôm nay sống là lươn nhưng em lại có chương trình nữa các bác ạ. Chương trình em lại làm con rắn. Đừng biết em chưa ăn lẩu rắn bao giờ đâu nhá, này là đầu tiên đi là. Các bác này đây là rắn nhá, rắn là mấy cái anh đặt ở. Rắn này, quá nhìn này. Lúc lấy làm không khoe các bác nhá, đây là rắn này. Một cân. Anh em mình ăn một rượu bao nhiêu mà thôi, hôm nay mát trời, nó có phải tổ chức ăn lẩu. Nãy làm nó mưa quá không khoe các bác được, giờ em khoe các bác đây. Còn lẩu rắn để chốc nó nhúng mi này em. Thịt gà nha. Gà trọi này. Thịt đỏ au các bác ạ. Còn đây là món chai nhá, chai lại là xông lên đây các bác này. Rất là nhiều nhá, bác nào ăn thì alo em ship nhá. Chai này là anh bán bao nhiêu một cân? Bao nhiêu hết triệu rồi thì nào? 3 tiền một cân. Bao nhiêu triệu? Cân chưa? Cân lên rồi. Mấy nghìn một cân chai lại? 7.000 cân chai các bác nhá, tươi rồi rói luôn. Đây là hàng xóm là người đều góp rau, người đều góp mồi nha các bác nhá. Tối các góp bác rau ở đây góp tí rau đây. Nhúng với thịt gà các bác này, nhúng với gà trọi. Thế cơ mà. Còn đây là món rau lẩu các bác nhá. Đây là rau lẩu là có gồm có mùng tơi là rau cải là và đậu bắp. Và cái món lẩu rắn này nó lại ưa với rau khoai lang các bác ạ. Thế bỏ tôi nghe nói thì bỏ là cái món lẩu rắn này ăn một khỏe lắm mà. Một cái khỏe hai niềm vui à. Tớ các bác cùng thưởng thức cái món lẩu rắn với chúng em nhá. Rồi, các bác ơi lại cái món lẩu ấy, à lẩu rắn chúng em đi nhá. Rắn khổ mang 7 lạng. Cần 2. Ông này. Cần 2 tươi. Cho tí ớt rồi cho nó cay. Đấy, đây là đấy, rắn này. Dài nhỉ, trông ngon. Bánh to ra. Cái món hổ mang này là tốt cho đàn ông đấy. Đẹp trai lắm rồi. Rắn này là một người khỏe là hai người vui đấy. 1 2 3 4. 2 3 4. 2 3 4. Đây các bác là nay là chúng em ăn mảnh nha. Có mấy bác này là chúng. rắn to giả rắn xương vẫn rắn nha. Ừ, lúc em mưa quá em không sang quay được, không quay được, lúc các bác làm ấy thì khoe các bác tí nhưng mà lấy là không mưa to lúc mưa ừ. À, đúng rồi, chính xác của nó là cân hai nửa nặng thì to giả sang bỏ ngâm rượu không rượu nhưng mà rượu không mua bằng cái này không ăn trực tiếp được bỏ ừ. Đây là mình lấu mới này vị thuốc bắc nhỉ thơm thế mà mình còn đặt rõ ấy. Đây rồi, thêm một thành viên nữa sang góp vui rồi. Đây sang ông làm tí lẩu rắn tối xem có tung hoành được không? Lâu nay nghe đuối lắm. Một hai ba uống, hai ba uống, hai ba uống. Dỡ đi. Bảy điểm. Nhắn mình gì có đi. Tiền triệu đi ông uống làm cái gì? Nó không bằng mình khỏe. Ngâm không? Cháu có ngâm rồi nhưng không cứ mạnh trực tiếp rồi. Đấy. Bác ơi, cùng thưởng thức cái món lẩu rắn mình gói cho em nhá. Chào các bác nhá. Hôm nay là đầu tiên em ăn được cái món là lẩu rắn các bác ạ. Mình quá rồi, nó có hàng mảnh cơ. Cần hai quá. Về bỏ lứa về đã có rồi. Và quay đi là lứa được ngon tiền. Là tí. Lên mấy cái. Lên nhàng thanh nó ngã. Vẫn à. Đặt đầy thế. Là kiếm mình đi kiếm tiền thì cánh mẹ vẫn yếu. Mày này còn rẻ đến cái đứa cháu mình đâu có ăn đi ra đây cái ngồi ăn đâu bắt nào vào gà đi nữa đổ vào gà ăn các bác ơi đấy còn rắn đi muốn gà cho anh nhá rau tải đi gà cho anh bác ơi đấy đâu bên cạnh con này còn rắn mà làm món gà
Không nhận cả chọi dai. Ôi trời ơi, hôm nay rắn để cung quăng quấn đi nhau mà gà chọi thì chọi. Chắc được hôm nay bố lên mắt trời lại. Mắt trời đá ác này. Bác toàn cái thao này nhá. Cái bắt giờ ăn cho nó đi. Ăn vào nó mới đá là nó ăn rắn hổ mang. Đấy. Lửa khoanh như này. Bánh gì? Đấy, hổ mang bánh thì ra thôi. Nó là linh khí thôi, nếu mà bình thường. Bình nếu mà kia hổ nó to này. Bác vừa làm khoảng kia là quay xong đấy. Quay qua quay kia của này. Đây là rắn. Rắn đâu, rắn đâu, rắn đi. Nhìn kiểu nói đùa xong rồi mỗi em hái mà thế thì nải đâu ngồi trong nhà ngang ở đâu vậy? Ở đây về đấy, về rắn 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 này tối này chọi với bác này đấy. Ở đây rắn đúng rồi, đang nóng ăn nó mới ngon. Một cân với một con gà là và lốt xong ăn được. Không lớn. Chào chứ nó mới xíu. Tăng ga đi. Bố gà vào tăng ga. Con chọi của nhem ăn nằm. Con chọi lại rồi là 2 cân mấy hạt 7 à? Con chọi này mình nó mua là 2 cân rưỡi mới lại giá 90. Nó nhét căng đấy. Đấy cái đầu là chọi to. Giá là giá của khoảng không có quán em này rất là vui các bác nhé. Hôm nay là xóm em là nó có đầu ngành đấy nhá. Bóng xin đây nay đọc có đại ca thôi cũng lại chấp bù lại cho dẹp con rắn làm sao mà được cái rồi mâm này đúng rồi chấn luôn nhắn nhơ phải là khỏi con rể bà Loan là biết thầm trường đấy như thầm trường thầm thì tổng chưa gì thắng mũi để ở đâu tao không biết ở đâu ngõ mới thì ở bên già thấy vợ tân hương tinh nhiều tướng là đây hết rồi là vào lốt đấy vào lốt rồi đánh hai cái phải bỏ vợ rồi đừng có lằng nhằng toàn rượu ngon mình chỗ quản lốt đi. À hoa anh Túc đây nhưng mà chắc ở rồi thì đi đi chắc ở đi đây nè tao mẹ nó vào cái đăng nó vào cái đăng là hàng xóm bằng siêu sang đây này vương ơi xong rồi đừng làm miếng rồi mày ngon cực luôn lại tiếp rượu rồi các bác nhá. Hôm nay là góp người góp nhắm người góp ngồi người góp rượu mới chết luôn đi. Đây nha các bác. Này già rồi chết nha. Không lâu bên nhà tôi thì uống rượu lại uống rượu lão. Cho vào nấu rắn đi mà không ăn nên gì. Đi chiều đây. Mà tối nó còn đi ăn cái. Ăn cái. Còn được. Đấy, ngon luôn này. Thực tế độc giả còn nói là ngon luôn, đúng không? Ăn thì còn. Đấy, cái bột ngon như thế. Tôi đâu không bán, tôi không thêm gì. Đấy, đâu dưới. Cái cá tôi đánh đầy vặn luôn. Đấy, đấy. Vẫn là một là cháu đi cho mạ nhưng mà cứ ngon. Tôi chưa thấy lại đây cho cháu. Sao? Lâu. Khách kiếm tôi mang ra đấy. Hôm đâu bây giờ mà ngồi đi, hai ca. Thôi nói chung là con này cũng sao đấy. Chỗ ăn đầy thì thế này đéo đồ ăn. Nồi đây này. Ra của nó nhá. Cái da của nó này, nó là mấy nước bình rượu này là 2 ca, mới bùi với 1 ca này, 1 ca nó bao? Một bợi. Này là cái da của giòn. Không, cứ ăn chán thôi. Con này. Mồi con chúa, hai con đấy, mồi gì? Mồi gì? Đá để đâu mới mồi. Đá xô ăn. Đá xô đá, cứ mồi. Thầy mấy ông vô cái rượu mới thì thế nào? Khi thế thế nào? Anh Bình ơi. Anh thắt lưới cho nó khi thế nào? Không đoàn kết nhá. Mai đừng ngồi. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Rượu này là một người khỏe, hai người vui này. Đâu mấy các bác cũng hết. Cũng hết thì cũng hết. Rắn hổ mang mày thịt gà chọi. Rượu đi ăn đi uống hết đi. Đi vào đi vào. Bác uống hết. Hai bác cho. Sao mà mai tối mai làm trồng pháo đấy nhá. Gà cái thì gà được đá cho bác. Mà tối mai đi pháo đấy. Ok. Thôi bắt này nhá. 1 2 3 rút. 2 3 rút. 2 3 rút.
xóm mình thương yêu nhau nhá. Đâu hết. Nó mày giật giỡn đấy. Không, các bác cũng hết. Rượu. Dốc bên lên thôi. Thế nó chứ cũng là. Há chà chà. Các bác nào thích nhập hội uống rượu mới sống được lươn những em thì cứ đăng ký vào kênh Dốc Quê này cùng giao lưu nhá. Rất là vui. Dốc vào nước sôi á, đập cái đầu đũa đầu này, đầu này. Đấy, cho anh em mình mút. Đấy, thực tế. Đúng rồi, ông đưa cho ông Phong, đưa cho ông Phong. Hết chưa? Không biết. Ông đưa cho ông Phong. Đổ vào biết quá. Quá chừng đấy, quá đấy. Có đâu mà lắm, có 7 quá thôi. Bố đưa bác đây. Đây, cái nước ông làm cũng... Thế thì ông xin hết, ông ăn đi. Mù lắm, hồn hết trời. Nước xin hết rồi. Ở đây còn có nữa. Phương, ông ăn đi. Đồng Phương đâu? Ông ăn đi, ông ăn đi. Phương, tính. Cho Phương... Đừng náo đắc thua ông ơi. Ông nhà tôi thì quá trẻ con luôn à. Này, vào đấy. Nếu bây giờ con nhà tôi chả biết đồng nghiên tôi là con chứa rồi. Đó là mút luôn. Chứa chứng nhận cho trời sao mà dám lên được cái này lên được. Bỏ luôn. Ông ăn thôi. Ông ăn được lên mai tôi mua về cho ông ăn. Đúng vậy, nó không ngon nó tanh. Nói chung là bây giờ là muốn hết trứng của bà Linh rồi. Nhưng mà bà chứa bụng. Cái bà chửi thì mình lên mày sao mày lên cái này đi nhiều quá tôi kém kém trời ơi hôm nay là trời ơi hôm nay là trời ơi trời ơi hôm nay là trời ơi trời 500 là đắt hơn 1.000 rồi thôi.